Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thế nào mình sẽ nói với anh em về cái sự liên quan của kháng đây, cái chống chống và cái thứ ba là cái sát thương, chính là cái đồng bộ 125% của con Dragon này này. Hiện tại là hình như là chỉ có mỗi của mình con này có thôi nhá. Hiện tại chỉ có mỗi một mình con Dragon này có cái đồng bộ này thôi. Đấy. Rồi, thì trước khi chúng ta tìm hiểu kỹ càng vô ấy thì mình nói này, chúng ta hiện tại ấy là các bạn thấy rõ nhất ấy nha, các bạn thấy rõ nhất ở trong chế độ GBG hiện tại ấy là chúng ta là có hai loại sát thương ấy, đó chính là sát thương năng lượng này và sơ vật lý, ok, và còn hai loại nữa, cái thứ ba ấy là sát thương thường. Sát thương thường ấy thì mình nghĩ các bạn cũng biết rồi, có nghĩa là sát thương thường, có nghĩa là sát thương cơ bản của vũ khí, có nghĩa là khi mà các bạn chơi chế độ tự do, các bạn bắn người chơi ấy, thì ví dụ như là các bạn có thể test đam ở trong chế độ ít ít mình hai cũng được, thì khi mà các bạn bắn hit shot ấy thì cái mức đam nó nhảy lên ấy chính là cái mức sát thương cơ bản của người của vũ khí đó. Và đương nhiên là đối với chế độ GBG thì có thể là nó sẽ cao hơn hoặc là thấp hơn chẳng hạn, nhưng mà hầu như là cao hơn thôi, hầu như là cao hơn đấy. Thì sát thương thường ấy là sát thương cơ bản của vũ khí anh em, còn loại sát thương thứ ba ấy, thứ tư ấy là sát thương tuyệt đối. Thì hiện tại là vũ khí mà có cái sát thương tuyệt đối đó, đó ít đấy, mình cũng chưa có thấy bất kỳ vũ khí nào mà nó gọi là nó ổn cả, mà nó ổn về cái phần sát thương tuyệt đối cả đấy. Nhìn chung thì các bạn cứ hiểu đó, thì game hiện tại là chỉ có ba loại thôi được rồi đấy, các bạn chỉ cần hiểu hiện tại là có ba loại thôi. Khi nào mà loại thứ tư phổ biến ấy thì mình sẽ nói bên em đó, ba loại sát thương năng lượng, sát thương vật lý và sát thương thường, ok. Cái mức đam của anh em bắn gai, ví dụ các bạn bắn một con quái ấy, cái mức đam nhảy lên ấy nha, cái mức đam nhảy lên ấy chính là cái công thức là các bạn thấy cái lấy cường độ này, các bạn nhân cho cái sát thương cơ bản của các bạn ấy, các bạn test lên cho ít men hai đấy tùy đó, thì các bạn xong các bạn sẽ chia 100, các bạn sẽ ra được đam của các bạn. Nhưng mà mình thấy không cần thiết, nhưng là các bạn cứ bắn một bắn thôi, chả cần phải quan tâm nhiều đấy. Và một cái điều đấy là khi mà các bạn bắn một con quái ấy nhá, khi mà các bạn bắn một con quái ấy, cái mức đam nhảy lên ấy đồng thời là mức máu của quái luôn em nha. Ví dụ như các bạn gây sát thương là 10.000 đam, có nghĩa là các bạn bắn con quái được 10.000 máu đó, thì sát thương đó chính là sát thương đó đồng đồng thời là máu của quái luôn ấy, đồng thời là máu nó sẽ mắc đúng hơn ấy đó. Nên là các bạn nào mà chơi ấy thì các bạn cũng phải lưu ý nhìn con số nó sẽ phản ánh rất là nhiều thứ, phản ánh về sát thương của các bạn. Ví dụ là các bạn bắn 10.000 đam đó thì nó chứng minh là các bạn sát thương là chỉ tới đó thôi, 10.000 đam đó, đồng thời nó sẽ phản ánh được cái máu của quái. Ví dụ các bạn bắn một con quái đi, ví dụ các bạn bắn con quái là 10.000 máu phải không nhá, 10.000 máu thì có thể là nếu như map thấp ấy, map thấp các bạn bắn một viên ấy là nó chết, ok không nói gì đi. Nhưng mà đặc biệt là về sau ấy, những cái map chuyên gia ấy thì đối với những con quái mà cái mức máu tầm 1 triệu mấy không à ấy, thì các bạn bắn một viên mà 10.000 đam ấy, các bạn nhìn thanh máu của nó mà các bạn chỉ thấy bằng một chút xíu thôi đấy, nhìn thanh máu của quái ấy mà chỉ thấy bằng một chút xíu thôi là các bạn xác định có ngay con quái nó ít nhất cũng phải chơi 1 triệu máu đấy. Nói chung là rất là rõ ràng, tất cả đều rõ ràng trên những con số kết hết trơn ấy nhá. Con số nó phản ánh rất là nhiều thứ về cái ad của các bạn, đồng thời nó phản ánh cả cái mức độ của quái nữa đấy. Nên là mình nhiều thằng bảo là game này chạy nền tảng như TBD nhìn số nó bực quá. Thật sự mà nói ấy, nhờ con số các bạn mới biết được các bạn mạnh thế nào hoặc là con quái nó trâu ra sao, ok. Đó. Đó là về cái phần những cái con số hiển thị trong game. Rồi chúng ta sẽ quay lại vấn đề. Rồi bây giờ mình sẽ nói với anh em về cái sự tương quan của kháng chống và sát thương nhé. Thì các bạn xài vũ khí năng lượng, các bạn gây cường độ năng lượng ấy lên người chơi mà có kháng năng lượng ấy thì người chơi đó sẽ bị không, người chơi đó họ họ sẽ có khả năng là giảm sát thương đấy, có khả năng giảm sát thương đó, thấy không, giảm sát thương cái bị sát thương năng lượng đánh trúng này đó. Và nếu như các bạn xài vũ khí vật lý ấy, nếu như các bạn xài vũ khí vật lý ấy thì nó sẽ không có ảnh hưởng gì cả nếu như người chơi kia họ không có trang bị kháng vật lý. Cái này mình đã từng làm một cái video rồi đấy, mình có từng làm ra mình có từng nói rõ trong một cái video về cái phần đá thép rồi ấy, cho nên là mình không cần phải nói nhiều phần này nữa
tới cái phần mà ảnh hưởng của kháng và năng lượng cái này này, của kháng và cường độ ấy, thì mình không cần thấy nhiều nữa. Đó, các bạn có thể xem lại video, mình chỉ nói nhanh các bạn hiểu thôi. Các bạn nào mà cảm thấy hơi khó hiểu, các bạn có thể hiểu đơn giản là bằng một chữ thôi, đọc chữ là hiểu thôi. Đó, thì các bạn cứ đọc chữ giảm sát thương nhé, giảm sát thương khi vũ khí năng lượng tấn công. Có nghĩa là nếu như người chơi đó họ xài vật lý thì nó chả ảnh hưởng gì cả. Đấy, bởi vì nó không có giảm sát thương vật lý. Mà nếu như các bạn muốn giảm ấy, các bạn phải đầu tư cả cái xuyên kha, giảm cái sát thương vật lý nữa. Đó. Nói chung ấy thì không cần thiết nhiều. Đó. Rồi. Thì tại sao mình lại nói là cái chống cái này, cái chống năng lượng và chống vật lý và cái kháng năng lượng và kháng vật lý và chống toàn diện với cái giảm năng lượng này nó liên quan với nhau. Thứ nhất cái kháng nhá, cái kháng là giảm, ok, cái kháng là giảm sát thương. Còn chống ấy, chống là khi bị tấn công ấy, và sẽ có 20% cơ hội chống chống đỡ sát thương năng lượng nhất định nhá, chỉ là nhất định thôi anh em nhá, chỉ là nhất định thôi. Điểm chống đỡ càng cao thì sát thương càng cao. Và cái sự khác biệt lớn nhất của cái chống và cái kháng ấy, cái kháng này thì có thể bị áp chế bởi xuyên kháng, nhưng mà cái chống thì không bao giờ. Đấy, cái chống thì không có bất kỳ một cái gì nó áp chế cả nha. Còn cái giảm sát thương thì sao? Đối với cái giảm sát thương này này, đối với cái giảm sát thương lượng này, nó cũng không bị ảnh hưởng bởi cái xuyên kháng nha, nó không bị ảnh hưởng bởi cái xuyên kháng anh em nha. Một điều rất rất quan trọng đó, nó cũng tự tự như cái chống gì đấy, nhưng mà nó đặc biệt cái chỗ á là nó sẽ giảm sát thương của anh em xuống đó, giảm sát thương và không bị ảnh hưởng. Có nghĩa là nó phát động là 100% với anh em, phát động 100% luôn. Ví dụ các bạn bắn vô là viên đạn 5.000 nha, ví dụ các bạn người chơi, các bạn cầm con súng nhá, cầm con súng các bạn có xuyên kháng là 700 luôn nhá, mình cho xuyên 700 luôn, ok, xuyên kháng 700 luôn. Mà thằng này nó có cái con đao này, thì các bạn khi mà các bạn bắn vô ấy, khi mà bắn vô người khi mà bạn bắn vô đó ấy, thì sát thương 5.000 của các bạn ấy sẽ bị tụt xuống là 4.700 hoặc là 4.600 gì đó chẳng hạn. Đấy, nó phát động là 100% nhé, phát động 100% và nó không bị ảnh hưởng bởi xuyên kháng. Đây là một trong những cái thuộc tính ngon nhất về phòng thủ hiện tại, được đánh giá là ngon nhất ấy nhá, được đánh giá là ngon nhất hiện tại. Nếu như mà xét về cái bộ môn gọi là thủ 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 không cần phải quan tâm tới thằng khác. Đấy, vậy đó. Rồi. Thì hiện tại là cũng chỉ có một con này có thôi nhá, cũng chỉ có một mỗi mình con này có cái mod đồng bộ thôi. Và các bạn cũng nghĩ là ai cũng đầu tư này rồi nhá, ai cũng đầu tư cái phần này hết trơn rồi. Ông nào mà chơi ranh từ game này từ từ đầu mỗi giờ thì chắc cũng đú rồi trơn rồi. Đấy, ông nào cũng lấy một con về xài. Rồi. Rồi. Đó là về cái giảm xương nhá. Rồi, thì mình đã nói xong về cái sự liên quan thứ nhất nha, thứ nhất. Thứ hai cái kháng này nhé, cái kháng này này nó chỉ giảm sát thương em nhá, lưu ý nó chỉ giảm sát thương chứ nó không hề miễn sát thương em nhá. Ví dụ như đâm có các bạn 1.000, ví dụ như đâm 1.000 thì nó thì bảy thì kháng là 700 thì nó giảm, thì mình thay vì mình tính ấy, mình ước lượng nhé, mình ước lượng thôi, mình với chỉ ước lượng thì khoảng chừng 700 mấy thì nó giảm được khoảng chừng 30, ba mươi đúng rồi, 30 cho 30 đi, 30 thì cũng được, 30 hoặc là 35 gì đó tùy. Thì nếu như mà kháng của các bạn ấy, nếu như mà kháng của các bạn là 700 mấy thì nó giảm được tầm cỡ là từ 30 cho tới 33% cường sát thương của người chơi nha anh em. Nó chỉ có một cái nhiệm vụ thôi là giảm sát thương, nó tự tự như con này này nhá, nó tự như con Dragon ấy, và nó cũng phát huy là 100% luôn. Nhưng mà một cái điều mà khác ấy là nó bị áp chế với cái xuyên kháng này này, bị xuyên kháng cho nên là mắc 700 như mình này, ví dụ như mắc 700 mà thằng kia khác 700 nữa thì coi như là cũng huề, coi như là cũng bị xuyên của bình thường đó, cho nên là cái sự khác biệt ở chỗ đó anh em nhá, khác biệt. Rồi mình sẽ lại này, cái kháng này nó chỉ giảm sát thương thôi, và đương nhiên là nó giảm sát thương theo cái tỷ lệ, chứ không phải là nó, chứ không phải là nó miễn nhiễm đâu nha, nó không hề miễn nhiễm, ok. Đó, ví dụ như là các bạn bắn bắn một viên đạn đi, các bạn bắn một viên đạn 1.000 đam nhá, 1.000 đam
thì mắc 700 này thì nó giảm 3% thì các bạn sẽ tuột xuống còn lại khoảng chừng 1.000, mà nhân cho 33% thì mình cho là xấp xỉ khoảng chừng còn lại khoảng chừng 6.000 đam, 600 đam đi đó, thì nó chỉ giảm thôi nhá, nó chỉ giảm thôi. Và đương nhiên nha anh em, đương nhiên là trường hợp mình đang nói nhá, trường hợp mình đang nói là người chơi nó không hề có xuyên kháng nhá, không hề có cái xuyên kháng của các bạn đang đang sử dụng đó, họ không xuyên kháng thì sát thương của bạn bị bạn đỡ được ấy là 600, nhưng mà nếu như mà họ có cái xuyên kháng này thì có thể là sát thương sẽ tăng lên, là thay vì 600 nó sẽ là 700, 800 chẳng hạn, tùy vào cái mức gần so với cái kháng của các bạn đó. Ok, đơn giản vậy thôi nha, các bạn chỉ cần hiểu đơn giản vậy thôi. Cho nên cái kháng chỉ là giảm sát thương theo tỷ lệ, nó không hề miễn nhiễm nhá. Và cái miễn nhiễm quan trọng về cái chống này này, cái chống này mới là cái quan trọng, là miễn nhiễm này đó. Cái chống này khi mà bạn mắc ấy nhá, cái chống này khi bạn mắc ấy là nó sẽ là 5.000, mắc cái 500 điểm ấy là nó sẽ bị thất thương 5.000 em nhá. Nói lại này, cái kháng này là giảm sát thương, cái chống này là miễn sát thương em nhá, chống là miễn sát thương nha anh em đó. Thì khi mà các bạn mắc 500 ấy thì các bạn sẽ có cơ hội, các bạn sẽ có 20% cơ hội chống, nói thẳng luôn đi, khi bị tấn công ấy các bạn sẽ có 20% cơ hội miễn miễn 5.000 sát thương đấy, miễn 5.000 sát thương em nhá. Đấy, 20% thì cũng không nhiều đâu, nhưng mà phần trăm thì nó sẽ có lúc nào sẽ có lúc nhiều lúc ít, cũng không sao cả đấy. Rồi thì cái này nó liên quan tới cái kháng này, thì đương nhiên thằng này miễn thì bạn hiểu rồi, nói bạn hiểu rồi, bạn nào mà thông minh nó hiểu liền này. Thì ví dụ đơn giản là đây, như là cái viên đạn của các bạn nhá, cái viên đạn của các bạn là 10.000 đam nhá, viên đạn của các bạn là 10.000 đam, ok. Mà nếu như mà thằng bắn vô người chơi nhá, các bạn bắn vô người chơi mà họ có cái kháng năng lượng này này, mình ví dụ đi, như các bạn xài con súng nỏ Lagen nhá, nỏ Lagen là dòng năng lượng, ok. Các bạn bắn một viên vô, sát thương của các bạn là 10.000 đam nhá, nhưng mà nếu như người chơi kia họ có cái kháng cái này, kháng năng lượng cái này là 700, thì họ giảm được 30% sát thương của các bạn ấy, là còn tụt xuống là 6.400 đúng không? Mình sẽ thử nhá, mình nhân cho 33% đi, này nhân cho 33% đi, thì xuống hơi nhỏ đi đấy vậy thôi đấy, chứ tới không phải gì đâu, tới là khoảng chừng rồi tới nhân viên luôn đi, tới bên đi đó, thì 3.300 đúng không, 3.300 điểm nhá. Nếu như mà các bạn là đam 10.000, các bạn bắn với một người chơi họ mất cái kháng này 700 thì cái khả năng ấy, cái khả năng mà cái sát thương của các bạn tuột xuống ấy sẽ chỉ còn là 3.300 điểm thôi nhá, sẽ chỉ còn lại 3.300 điểm thôi, ok, sát thương ấy. Và nếu như người đó họ có cả cái chống năng lượng nữa nhá, họ có cả chống năng lượng mất 500 hoặc là chống năng lượng mất 500, ủa nhầm, đúng rồi, chống lượng mất 500 hoặc là chống toàn diện mất 500 thì cái khả năng mà họ được miễn giảm sát thương là tuyệt đối. Cho nên nếu như mà cái tầm này, cái tầm mà 3.300 ấy, 3.300 so với 5.000 thì cái nào lớn hơn? Đương nhiên là 5.000 đúng không? Nếu như mà 5.000 thì đương nhiên là cái viên đạn của các bạn coi như là âm, mà âm ấy thì coi như là bằng không, ok. Đấy, có nghĩa là người chơi đó họ có cái chống 5.000, mà sát thương của các bạn bắn vô ấy chỉ có 3.000 thôi, coi như là họ được miễn nhận, họ sẽ được miễn họ được họ sẽ không bị nhận sát thương cái viên đạn đó nhé, họ sẽ không nhận sát thương cái viên đạn đó, cho nên là hầu như các bạn sẽ không hề gây ra một tí đam nào cho họ cả. Cho nên đấy, cái chống toàn diện này cực kỳ trâu, chỉ những ẹt nào mà họ bắt được đấy. Và một ẹt ấy, một ẹt mà vừa có cả chống tấn công, vừa có cả chống năng lượng, hoặc là có vật lý, thì cái việc mà họ bị sát thương ấy rất là cao nhá, gần như là trâu bò sẽ cực kỳ luôn đấy.
Nếu như mà ví dụ đi, ví dụ là mình bây giờ anh em bây giờ mà đa phần ấy, anh em bây giờ đa phần là xài sóc căng laser là chính này, hoặc là xài con sóc căng VIP hoặc là xài grid đấy, thì đa phần anh em bây giờ xài nhầm năng lượng là nhiều. Cho nên đấy là cái việc mà mình đầu tư về kháng năng lượng và chống năng lượng và chống năng diện rất là tốt, chống toàn diện, chống năng lượng, chống vật lý, tất cả đều phát động riêng lẻ. Có nghĩa là thằng này 5.000 5.000 5.000 nhé anh em, không không hề có hiện tượng cộng dồn nhá, không hề có cộng dồn ở đây. Thì cái việc mà không cộng dồn ấy đồng nghĩa với cái việc mà cái tỷ lệ nó phát động sẽ cực kỳ cao nha anh em. Ví dụ đi, ví dụ là chống tấn công này ấy, thì tỷ lệ là 20% thôi, nhưng mà nếu như các bạn có thêm cả cái chống năng lượng nữa, thêm 20% nữa, thì cái việc mà các bạn đỡ sát thương ấy sẽ rất là cao, đỡ sát thương cực kỳ cao, 5.000 5.000 đỡ liên tục luôn thì cũng rất là tốt rồi đấy. Cho nên anh ấy nên là chống là miễn nha, chống là miễn, còn kháng ấy là chỉ là giảm thôi, mà kháng ấy thì còn bị ảnh hưởng với xuyên kháng nữa, thì xuyên kháng cao hơn kháng ấy thì coi như là các bạn sẽ nhận đủ sát thương đó. Nhưng mà nếu như kháng của bạn cao hơn xuyên kháng, các bạn giảm sát thương xuống, các bạn giảm sát thương xuống trong cái tầm của cái chống này này 5.000 điểm ấy, thì các bạn sẽ miễn sát thương viên đạn đó. Chính là cái điều quan trọng nhất của cái bộ môn gọi là vừa bắn vừa thủ đấy. Rồi, và một điều nữa, cái lý do mình kêu các bạn lên cái chống tấn công này ấy, ngoài cái việc mà đi ganh gái, nó còn liên quan tới cái việc mà đi map nữa. Chống tấn công này nó ảnh hưởng tất cả các loại sát thương em nha, kể cả sát thương tuyệt đối hay là sát thương thường chăng nữa. Và bản sao mình nói không, tại vì ấy ở ở những cái giặc ấy mình cũng chưa rõ là của giặc là họ thuộc sát thương gì, có thể là sát thương thường, sát thương đói hoặc là một cái sát thương mới, nhưng mà sẽ không phải là sát thương năng lượng hoặc là sát thương vật lý. Tại sao mình nói của giặc không phải là năng lượng, tại sao mình nói là của giặc là không phải sát thương năng lượng hay là sát thương vật lý? Tại vì khi mình chơi mà mình cho quái chém ấy, thì không bao giờ mà mình thấy là nhát chém của con quái ấy ảnh hưởng, chứ là mình test 5 ad nhá, mình test 5 ad là không có bất kỳ một nào mà con quái nó chém sát thương khác nhau cả, nó không hề gây thương khác nhau ở trên 5 mét cả. Cho nên đấy mình nói là con quái nó sẽ không có sát thương năng lượng hay là sát thương vật lý, ok đó. Cho nên là chỉ có thể là sát thương thường hoặc là sát thương tuyệt đối hoặc là một cái đợt sát thương đặc biệt nào đó không biết. Nhưng mà cái chấm tấn công này nó sẽ miễn tất cả các loại sát thương nhá, miễn tối là 5.000 sát thương em nhá, miễn tối là 5.000 sát thương, ok đấy. Ví dụ như các bạn có cái chống này 5.000 nhá, 5.000 500 đi, 500 thì các bạn miễn sát thương 5.000, mà các bạn kháng mặt yếu quá nhá, kháng mặt yếu quá thằng kia nó xuyên kháng qua được, thằng kia nó xuyên kháng qua được cũng chả ảnh hưởng mẹ gì cả. Ví dụ đi 8 10.000, năm này đam là 10.000 đúng không, đó là 10.000 mà các bạn xuyên kháng không, các bạn kháng thấp quá, xuyên kháng nó xuyên qua được thì coi như là nó vẫn sẽ giữ nguyên sát thương là 10.000. Các bạn có cái chống này, nếu như mà cái chống này phát động ấy thì sát thương chỉ còn 5.000 thôi nha, nó miễn sát thương đồng thời nó giảm sát thương luôn ấy, nhưng mà nó còn nó xác suất phát động rất ít nha, xác suất phát động rất ít. Ok, đó chính là lý do mà các bạn nên đầu tư cái chống này. Và mình nói là một điều, cái chống này nó ảnh hưởng cái đi map nha anh em, ảnh hưởng cái đi map. Bây giờ mình sẽ test cho anh em xem này, tại sao mình nói cái chống này nó ảnh hưởng cái đi map. Đối với map ấy là chỉ có một cái điều hơi mệt mỏi thôi, tại vì là con quái ấy, mấy con quái đa phần là nó không có tấn công liên tục. Mấy con quái là khi nó chém ấy nó sẽ có cái khoảng delay, cái khoảng delay delay chém ấy nó không có phải là sát thương liên tục, cho nên là nó không có liên tục, nó không có đánh liên tục ấy, thì các bạn sẽ không có cần quá nhiều, nhưng mà vẫn sẽ cần thôi. Ví dụ như là các bạn chơi một số lần mà các bạn gặp con nổ ấy, ví dụ một số lần mà các bạn gặp con nổ, mà những con nổ nó nổ hết chân ấy, các bạn hên, các bạn có cái chống này thì có thể các bạn sẽ đỡ sát thương được đó. Và hầu như là hiện tại là không có con quái nào mà sát thương cao hơn 5.000 hết trơn ấy, sát thương cùng lắm là khoảng chừng 3.000 máu à. Có một số quái đặc biệt thì cái phần chất độc ấy nó sẽ liên quan rút máu liên tục ấy thì nó sẽ khác đấy, còn mấy con quái khác cái gì đa phần sát thương tầm cỡ 2.000 mấy cho tới 3.000 mấy máu à đó. Rồi bây giờ mình sẽ test em xem này, em hình dung rõ hơn, mình sẽ gỡ VR ra nhá, gỡ VR luôn đi, không cần phải có VR rồi.
Giờ mình sẽ test ở trong một cái map map hero nha, hero đi. Đấy. Nha, mất cắm đi, cắm dễ hơn. Cái là cắm một đi cho bạn chung nhìn nhanh hơn. Đây. Cho các bạn hiểu hơn về cái sự phát động của cái chống tấn công. Và sau đó mình sẽ chốt lại cho anh em về những cái điều mà các bạn cần phải đầu tư về đấu thép. Mình có nói nhiều về cái đấu thép và nhưng mà nhiều bạn vẫn hỏi cái đầu tư ra sao thì ok, coi như là chốt một cái video luôn để cái sự tương quan của kháng chống và giảm sát thương như vậy đấy. Nếu như mà sát thương của bạn của cái người tấn công ấy quá cao mà các bạn có đau gon, các bạn có kháng nhá, thì nó sẽ giảm sát thương cực kỳ nhiều. Chính vì giảm sát thương cực kỳ nhiều ấy thì cái chống ấy nó mới càng phát huy được đó. Thì thay vì bình thường ấy sát thương 10.000, các bạn có cái chống ấy các bạn chỉ đỡ được 5.000 thôi. Nhưng mà nếu như các bạn có cả kháng nhá, các bạn có cả kháng, các bạn có cả đau gon, thì sát thương các bạn thì nó sẽ 10.000, nó tụt xuống còn nó tụt xuống còn 4.300 đó. Ví dụ là 10.000 phải không, 10.000 các bạn có kháng, các bạn có cả đau gon giảm sát thương xuống, thì 10.000 còn lại 4.600 đi, thậm chí là mình cho là 4.999 điểm đi, và các bạn có thêm cái chống nữa thì các bạn sẽ được miễn sát thương cái viên đạn đó. Sướng không, cực kỳ sướng. Thay vì mình ăn 4.900 nhưng mà thôi kệ mẹ đó, mình có chống mà mình miễn sát thương viên đạn đó luôn, coi như là mình không bị bất kỳ một cái sát thương nào cả đó, cực kỳ tuyệt vời. Các bạn không bị ảnh hưởng gì cả, các bạn không bị ảnh hưởng bởi 4.999 đam đó đấy, rất là tuyệt vời. Rồi giờ mình sẽ dùng một con nha, dùng một con thôi. Rồi. Xác suất là 2% cơ hội ảnh hưởng của cái chống thì cũng nhiều mà, cũng cao mà, không phải lo cả. Ok, nhanh hơn. Rồi. Đây. Để bạn các con nhìn thánh giáp của mình nha. 1334. Đấy. Mắt này. Bạn thấy không? Mắt này, bạn thấy cái xanh xanh hiện thị lên đấy. Mắt đó. Rồi, chỉ là mắt thôi, tại vì là phát động rất là ít nhá. Phát động cực kỳ ít luôn. Thì một con quái thì nó sẽ phát động không được nhiều đâu. Nhiều con chém một lúc thì nó sẽ tăng cái tỷ lệ lên nhiều hơn. Bỏ được mắt thôi. Đó, thấy không? Đó, cái lúc nãy ấy. Cái lúc nãy là nó không bị mắc anh em nha. Đó, không mắc nha. Đấy. Thì 20% cơ hội mà các bạn sẽ không bị sát thương khi mà bạn bị đánh. Đấy, thấy không? Thì thế nhưng mà hơn ấy, đó, nhưng mà hơn các bạn sẽ được nó không, hai cái này không? Đó. Thế nhưng mà hơn ấy, nếu như mà hơn các bạn sẽ liên tục được khoảng chừng 3 đến 4 cái chẳng hạn. Nhưng mà hơn nhá. Đấy, thì phần trăm thì nó sẽ có xác suất như vậy đấy. Đó. Đi ăn thì nó cũng y chang vậy thôi. Đấy, chính vì cái điều đó mà người ta bảo là con không, mình bảo chứ. Mình bảo là các bạn đầu tư cho mấy công đi. Đấy. Rồi mình sẽ nói về đó thép này. Mắc 40 rồi. Thì đó thép ấy mình nói rồi. Các bạn làm gì làm nha. Các bạn làm gì làm. Đó với vũ khí ấy thì các bạn đầu tư cho mình hai cái xuyên kháng, là xuyên cái năng lượng và xuyên cái vật lý nha. Ở quái vật ấy nó không như người chơi. Quái vật là một cái hỗn hợp anh em nha. Quái vật hỗn hợp.
quái vật cái là nó có cả, nó có cả trống này, nó có không không đúng rồi, nó có trống này, nó có trống này, tùy theo nhá, tùy quái vật nhá, tùy quái vật, nhưng mà những quái vật nào có trống rất ít nhá, những quái vật cái có cái trống rất ít, đa phần ấy là quái vật là có là cái dạng sát thương nhá anh em nhá, đa phần quái vật cái là có cái dạng sát thương này, thứ hai ấy là cái kháng đó, thứ ba là máu trâu đấy, mà chủ yếu ấy, chủ yếu ở quái vật cái là nó có cái phần kháng anh em nhá, nó có phần kháng, cho nên ấy các bạn phải đầu tư hai cái xuyên kháng vô để các bạn khi mà bạn xài vũ khí năng lượng ấy, là bạn xài vũ khí vật lý ấy, các bạn không bị tụt xuống. Thì tùy các bạn thôi, bạn nào muốn đầu muốn tiết kiệm thì các bạn đầu tư cái xuyên kháng mà phù hợp với cái sát độ các bạn. Ví dụ các bạn xài con súng tốc laser, là các bạn xài con súng M3, hay là bạn xài con súng như nhà hàng có sản sản súng grid, thì các bạn phải đầu tư cái tao phải đầu tư cái xuyên kháng năng lượng rồi đấy, đầu tư cái xuyên kháng năng lượng nhé anh em. Còn bạn nào mà không muốn đầu tư xuyên vật lý ấy, thì tùy không có ép. Cái thứ hai ấy các bạn phải đầu tư cái chống tấn công này, thì đương nhiên là phải rất là khó nha, cực kỳ khó để bạn mắc cái này, cực kỳ khó luôn, phải có cái phiếu nâng cấp này mới mắc được đó. Còn về cái dấu dai ấy thì nên nhá, nên đầu tư một phần ấy là cái phần dấu dai này nó tăng lực chiến rất là nhiều nhá, tăng lực chiến cực kỳ nhiều luôn, cho nên là mình nghĩ là các bạn đầu tư cái dấu dai này là nhất rồi đấy, đầu tư dấu dai em nha. Và sẽ kể bên đó là đầu tư về cái kháng nào thì mình không biết, nhưng mà đối với mình ấy, đối với mình là mình sẽ đầu tư kháng năng lượng, vì đa phần các bạn đầu tư các bạn chơi ganh, các bạn toàn toàn là xài súng grid không mà grid rồi súng laser không à, hoặc là đao ai biết này đấy, toàn những vũ khí mà cái sát thương năng lượng thôi, cho nên là mình sẽ đầu tư cái kháng năng lượng này để mình đi ranh nha. Đầu tư kháng cái chính ấy là đi ranh em nha nha, mặt khác là nó sẽ bổ trợ cho cái chống này đấy, cái chính của cái kháng này là chủ yếu để đi ranh thôi chứ không có gì nhiều đâu, mà cũng nhờ có nó mà cái chống này nó mới phát huy được nhiều đấy. Rồi thì mình xin kết video em nha, thì đây là cái lợi thế của mình, các bạn có xem qua tham khảo cũng được, tùy không có ép anh em đi theo hướng này, các bạn có thể thoải mái đi theo hướng của các bạn, thông qua video các bạn cũng sẽ biết là nên đầu tư đi hướng nào rồi, tùy mọi người, mình không có ép ai đi theo hướng mình cả đấy, anh em muốn đi sao đi. Rồi các bạn xem video hôm nay nhá.